Sau đây, Winner xin gửi tới bé An một bài hát đang hit. Cháu lên ba, cháu đi màu xám. Cô thương cháu thì cháu không cắt. Anh Winner xin. Hay thế mà không thưởng thức gì cả. Em thấy anh hát còn dở hơn là cả trai An nữa. Cái gì? Em bảo anh là hát dở hơn trai em á? Dở đấy, dở, nay đi dở. Nhóm à? Đứng lại. Mày. Cái gì đó? Cái gì đó? Cậu mới làm cái hành động gì đó hả? Con chọc bé An thôi mà. Ai cho phép cậu thọt cù lét đó hả? Cậu là đàn ông, nó là con gái, mắc gì cậu có cái quyền gì cậu chọc cù lét nó? Ba. Ba cái gì? Con đi đâu đây? Dạ con đi ra đi đọc sách. Đọc sách hả? Đọc sách tại sao không ở nhà đọc? Ra đây đọc chuyện người lớn phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Có đâu, chuyện Doraemon mà. Doraemon hả? Đừng có dối ba. Găng tay đụng chạm. Trời, cái này chuyện Doraemon thiệt. Ba trả sách cho con. Ba cười quá, con lớn rồi mà ba cấm hoài à. Không phải là cấm con, nhưng mà trời đất ơi, con gái mà đi ra ngoài công viên đọc chuyện một với một người con trai là không có được, thôi đi về đi con. Con không về, ba thích chị ba giờ đi. Ba không về. Mình đi chỗ khác đi Winner. Quay, quay lại. Bỏ cái tay ra. Làm cái gì vậy? Hả? Làm cái gì? Thì con chỉ khoác vai bé An thôi mà. Ai cho phép? Tôi đã nói rồi, cậu không được quyền đụng chạm đến người con gái của tôi. Bây giờ còn nhỏ khoác vai, rồi mới bốc lớn lên cái tay cậu dài ra còn khoác tới cái gì? Nhưng mà tụi con là anh em. Ba mà đi theo con nữa là con giận ba suốt đời luôn. Con giận thì giận, ba phải đi theo con để bảo vệ cho con. Ba một bước là một bước, con sẽ không kêu ba là ba luôn. Con nói cái gì? Con dám nói cái gì? Chứ con. Mình đi đâu Nguyên à? Hồi lúc mà em bằng tuổi ba An á, thật sự là em với ba có một khoảng cách gì đó rất là lớn. Tại vì á, em là con gái, còn ba là con trai. Hai người á, khó tâm sự với nhau lắm. Lúc đó em có những chuyện em thắc mắc ở tuổi mới lớn mà em không biết làm sao để hỏi ba, anh hiểu không? Lúc đó em còn có một người mẹ để em được trải lòng, được thắc mắc, nhưng mà không được. Chết rồi, bây giờ phải làm sao ta? Không lẽ giờ anh phải kiếm mẹ cho nó liền? Không có cần phải kiếm mẹ, do anh thôi. Nhưng mà lúc mà em cần thắc mắc vậy thì làm sao mà em biết? Thì đó, em lên mạng, em đọc sách báo nè, em hỏi bạn bè xung quanh đó, rồi góp nhặt những ý kiến vô. Sau đó là em tháo gỡ được những khúc mắc mà của tuổi mới lớn đó. Rồi cái sau đó còn một hôm em mới mời ba lại bàn, em ngồi nói chuyện thẳng thắn với ba luôn. Xong rồi ba cũng bất ngờ về em nữa. Cái ba nhìn em từ trên xuống dưới nha. Xong cái ngồi cái ba quay mặt ba bỏ đi. Biết tại sao ba quay mặt bỏ đi không? Ba khóc. Thì bây giờ nếu như anh biết được cái vấn đề đó rồi thì anh phải giống như là anh giải tỏa nó đi. Anh đừng để cho con bé An tự phải tìm hiểu, mà anh chính là những người bạn của nó, anh chia sẻ với nó. Hiểu không? Là người bạn phải chia sẻ. Đúng rồi. Với lại bây giờ cái tuổi này là sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm, rất là thất thường. Anh phải làm một người bạn với nó thì nó mới có thể chia sẻ, mới trải lòng với anh, và anh hiểu được nó luôn. Chứ mà anh càng bao bọc nó bao nhiêu là nó sẽ nghĩ anh kèm kẹp nó bấy nhiêu đó. Anh hiểu không? Anh đừng nghĩ nó là một đứa con nít, mà anh hãy nghĩ đó là một người bạn với anh. Làm gì cũng được, miễn bé An đừng rời xa anh là được rồi. Đồng ý là chị em nó không phải con ruột của anh, nhưng từ lâu lắm rồi anh coi nó như máu thịt của mình.